Xin kính chào các anh chị. Sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ lập chứng từ bán hàng xuất khẩu trên AMIS kế toán. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Ngày 23 tháng 5 năm 2022, doanh nghiệp xuất hàng hóa bán cho công ty Watson International bao gồm áo sơ mi nam số lượng 500 chiếc, đơn giá 19 đô la Mỹ một chiếc, váy liền số lượng 500 chiếc, đơn giá 20 đô la Mỹ một chiếc, thuế xuất khẩu 20%, chưa thu tiền hàng. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, anh chị vào phần hệ bán hàng. Tab bán hàng, nhấn thêm, chọn chức năng chứng từ bán hàng. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng cần lập để chương trình tự động định khoản giúp anh chị. Ở đây em sẽ lựa chọn là bán hàng xuất khẩu. Chương trình sẽ luôn mặc định trạng thái thanh toán là chưa thu tiền. Trường hợp mà anh chị muốn lập chứng từ bán hàng kèm phiếu xuất kho thì anh chị tích chọn vào ô kiêm phiếu xuất. Anh chị xác nhận việc lập chứng từ bán hàng có xuất kèm hóa đơn hay không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn tại mục lập kèm hóa đơn. Tiếp theo, anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Anh chị nhập bổ sung các thông tin liên quan như điều khoản thanh toán, số ngày được nợ. Nếu tại danh mục khách hàng, anh chị đã khai báo thông tin này gắn với từng khách hàng rồi, thì tại đây sau khi chọn khách hàng, chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn giúp anh chị. Tiếp theo, anh chị nhập các thông tin ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ. Anh chị chọn loại tiền hạch toán. Trường hợp anh chị chọn là USD thì chương trình sẽ tự động lấy lên tỷ giá quy đổi sang Việt Nam đồng. Anh chị có thể nhập lại tỷ giá quy đổi nếu cần. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo thông tin hàng hóa bán ra. Tại cột mã hàng, anh chị có thể nhập thông tin mã hàng hoặc tìm kiếm nhanh trên danh sách. Tại đây, chương trình sẽ tự động định khoản giúp anh chị. Anh chị nhập bổ sung thông tin số lượng, đơn giá theo nguyên tệ. Chương trình sẽ tự động cập nhật thành tiền quy đổi ra Việt Nam đồng tại cột thành tiền quy đổi. Anh chị nhập thông tin giá tính thuế xuất khẩu và phần trăm thuế xuất khẩu. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin tiền thuế xuất khẩu giúp anh chị ạ. Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị có tích chọn kiêm phiếu xuất kho thì chương trình sẽ tự động sinh ra tab phiếu xuất. Anh chị khai báo thông tin phiếu xuất kho hàng hóa. Trường hợp mà ở trên anh chị chọn là lập kèm hóa đơn thì chương trình sẽ tự động sinh ra tab hóa đơn. Anh chị nhập bổ sung thêm thông tin hóa đơn nếu cần. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Trường hợp thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi lập chứng từ bán hàng xuất khẩu, phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab đề nghị nhập xuất kho của thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nghiệp vụ lập chứng từ bán hàng xuất khẩu. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công.